bạn thân mến, đây là từ cái sân của cái sảnh của cái ngôi nhà cổ hay là còn gọi là fortress ngày xưa của đất nước Na Uy. Mình có thể nhìn ra được cái bờ biển của cái vùng này, trong khi đó có con tàu du hành một cái tour từ 5 ngày 6 đêm, 5 đêm 6 ngày, tên là Costa. Hello. Mùi sắp nắng. Cô ra con cầm ghi ngắm súng. Ngắm súng để chấm dọc xong nó ngắm đi. Cúi xương. Nào bác Nga quay đây thôi. Nhưng mà có bị che mất tàu không? Che xứ tàu gì đúng không? Đúng này thì che tàu rồi. Miền Nam em dừa nhiều. Miền Nam em dừa nhiều. Chưa kịp khoe. Thì đi có là đuổi theo tàu. Ôi trời ơi, tôi chết rồi.